Các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi thư chia buồn với tổng thống Nga Putin. Sau vụ tấn công khủng bố ở Moscow, các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn tới tổng thống Nga Putin. Theo hãng tin Sputnik, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư chia buồn tới nhà lãnh đạo Nga. Đài truyền hình Trung Quốc CCTV trích nội dung trong thư của ông Tập Cận Bình cho hay: "Trung Quốc phản đối mọi hình thức khủng bố, lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố này và kiên quyết ủng hộ những nỗ lực của chính quyền Nga nhằm duy trì an ninh quốc gia." thay mặt chính phủ và người dân Trung Quốc, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, đồng thời bày tỏ sự thương tiếc chân thành tới các nạn nhân và gia đình của họ. Trước đó, vào tối ngày 22 tháng 3, một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại trung tâm hòa nhạc Kruskus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga. Được biết, buổi hòa nhạc đã bán được khoảng 6.000 vé. Các tay súng trang bị súng trường đã xông vào buổi hòa nhạc và xả súng. Ngoài ra, một vụ nổ đã làm rung chuyển tòa nhà, gây ra hỏa hoạn, hậu quả ít nhất 60 người thiệt mạng và 145 người khác bị thương trong vụ tấn công mà nhóm nhà nước hồi giáo tự xưng IS lên tiếng nhận trách nhiệm.